xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2024 tại trạm tạm giam công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Tiến, ủy viên Tiểu ban đặc xá Công an tỉnh giám thị trại tạm giam đã công bố các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 12 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Năm, ủy viên thường trực Tiểu ban đặc xá, trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Tiến đã trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 12 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Trạm tạm giam Công an tỉnh hiện có 92 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và cải tạo tại phân trại quản lý phạm nhân. Các phạm nhân được đặc xá năm 2024 là những phạm nhân cải tạo tốt, quá trình chấp hành án không có sai phạm, có ý thức hướng thiện và kết quả thi đua rèn luyện đều xếp loại tốt, được Ban giám thị trại tạm giam cũng như những phạm nhân chấp hành án phạt tù tại trại Bình Xét Suy Tôn đủ điều kiện được đặc xá. Đây là niềm vinh dự của những người được đặc xá, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Trưa ngày 1 tháng 10, Hội đồng xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã lấy ý kiến của luật sư và bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về nội dung phụ lục 10 trong cáo trạng. Cụ thể, hội đồng xét xử yêu cầu bà Lan làm rõ các tài sản liên quan đến bị cáo và những tài sản đã được thu giữ chuyển đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết. Sau khi thu thập ý kiến, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên xử để bị cáo Lan có thời gian nghiên cứu thêm về phụ lục 10 sau khi được tiếp cận hồ sơ từ luật sư trong 15 phút nghỉ giải lao tại tòa, phiên tòa sẽ tiếp tục vào buổi chiều cùng ngày. Trước đó luật sư Phan Trung Hoài đã yêu cầu bị cáo Lan xác nhận và làm rõ các nguồn tiền được sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án. Trả lời luật sư, bị cáo Lan đồng ý ưu tiên sử dụng tiền của mình để bồi thường cho người mua trái phiếu đối với hành vi bị xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về nguồn tiền khắc phục, bị cáo Lan đồng ý sử dụng các tài sản bị kê biên và phong tỏa trong cả hai giai đoạn của vụ án. Bị cáo cũng cam kết sử dụng toàn bộ số tiền thu hồi từ các khoản nợ của các tổ chức cá nhân còn nợ khoản tiền này theo ước tính của bị cáo vào khoảng 21.000 tỷ đồng, trừ 1.500 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả trong giai đoạn 1. Bị cáo nhấn mạnh rằng đây đều là tiền mặt và những người nợ sẽ trực tiếp mang đến tòa để nộp. Việc ưu tiên sử dụng số tiền này sẽ do hội đồng xét xử quyết định. Ngoài ra, bị cáo Lan cũng đồng ý sử dụng các nguồn tài sản đã được làm rõ tại tòa, dù có liên quan đến gia đình mình. Bên cạnh đó, bị cáo còn đề nghị hội đồng xét xử buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB trả lại dự án 6A Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cùng 65 tài sản khác mà SCB đang giữ, không được sử dụng để đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ khác. Theo bị cáo Lan, dự án 6A từng là một trong năm tài sản đảm bảo cho việc tái cơ cấu SCB từ những năm sau khi hợp nhất. Bị cáo khai rằng sau đó bản thân đã dùng nguồn tiền khác trả hết nợ cho SCB, tuy nhiên thay vì trả lại sổ đỏ của dự án 6A cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB vẫn giữ hộ. Bị cáo Lan khẳng định rằng dự án này không đảm bảo bất kỳ nghĩa vụ nào khác. Luật sư cho biết hiện tại, dự án 6A được công ty Hoàng Quân định giá 16.540 tỷ đồng và SCB đang hạch toán ngoại bảng đối với tài sản này. Bị cáo Lan đồng ý với mức giá thẩm định và mong muốn dùng dự án này để bồi thường cho người mua trái phiếu. Bị cáo nói, trái phiếu do SCB sử dụng, tôi không hề sử dụng, do đó tôi muốn SCB trả lại dự án 6A cùng với 65 tài sản khác. Tôi không sử dụng chúng để hưởng thụ mà để trả lại cho người dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa TechQ có địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra lời quảng cáo mời chào rằng người dân có thể bỏ tiền vào đầu tư các gói cho thuê thiết bị phát sóng livestream trực tiếp trên TikTok lãi suất được trả theo giờ theo ngày lên tới 324% trên năm, thậm chí có lúc lên tới hàng nghìn phần trăm trên năm. Chỉ nghe qua về các mức lãi suất khủng này đã thấy rất khó tin, thế nhưng công ty TQ vẫn hoạt động được gần một năm nay và có tới hàng nghìn người tham gia. TQ, TikTok giải trí và kiếm tiền. Mỗi một quảng cáo của công ty TQ đều khéo léo gắn thêm chữ TikTok ở bên cạnh với giao diện gần như y hệt công ty Thiết lại có rất nhiều gói đầu tư, rất đa dạng dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Người ít tiền thì có gói 500.000 đồng, 2 triệu đồng, người nhiều tiền thì gói 50 triệu đồng. Ai cũng có thể tham gia, đã thế lãi suất lại còn cao ngất ngưởng, thậm chí là 0,4% trên ngày, tương đương 144% trên năm. Nhiều tiền nữa thì tham gia gói VIP lãi 0,9% trên ngày, tương đương 324% trên năm khi số người tham gia đầu tư ngày một nhiều lên, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, công ty Tích tung ra mẻ lưới cuối cùng với lợi nhuận cao không tưởng. Đó là đầu tư 50 triệu đồng trong 5 giờ, thu nhập mỗi giờ là 20 triệu đồng, lợi nhuận 100%. Được tiền thì rút hết ra, nhưng chưa nhà đầu tư nào kịp rút thì ứng dụng Tích đã sập, không còn truy cập được. Hàng nghìn người nháo nhác hỏi nhau, rủ nhau tới địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty TQ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì đã không ai còn ở đây, họ đã chuyển đi hết từ bao giờ. Từ năm 2022 đến nay, theo báo cáo của công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận nhiều tố giác tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng không chỉ là những người ít hiểu biết pháp luật, không dành công nghệ mà còn có nhiều người đã và đang làm trong cơ quan tổ chức của nhà nước, đang kinh doanh am hiểu công nghệ thông tin. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, nổi lên là giả danh cơ quan tổ tụng giới thiệu việc nhận lương cao, kêu gọi đầu tư tài chính trên các trang web bán hàng, công ty tài chính, thậm chí rất nhiều vụ lừa đảo kép, bị hại, bị lừa đảo nhiều lần trong một vụ. Dự báo trong thời gian tới, loại tội phạm này sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng gia tăng, với nhiều hình thức lừa đảo mới, nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp với nhiều thiết bị công nghệ mới. Từ tình hình trên để tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và tuyên truyền phổ biến sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác kỹ năng cho quần chúng nhân dân về phương thức thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 27 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn số 2856 về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thực hiện tuyên truyền đến cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động, học sinh sinh viên và người lao động về luật bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng chống với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tuyên truyền phổ biến sâu rộng giúp người dân nâng cao nhận thức cách nhận diện kỹ năng phương thức thủ đoạn của các chiêu lừa đảo trên mạng kết hợp đồng bộ nhiều phương pháp tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các kênh sóng của đài báo xây dựng các bài viết phóng sự video clip ngắn gọn dễ hiểu đưa thông tin nhanh nhất đến mọi người dân tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị các buổi sinh hoạt của cơ quan đơn vị tổ chức phát tờ rơi đến các hộ gia đình kẻ băng rôn khẩu hiệu tạo hình ảnh trực quan sinh động dễ hiểu dễ nhận biết dễ ghi nhớ hướng tới người dân Thông tin từ ông Nguyễn Thái Hậu, hạt phó hạt kiểm lâm ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, chiều ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng liên ngành gồm trạm kiểm lâm Bến Đầm phối hợp với đồn công an Bến Đầm công an huyện Côn Đảo và trạm kiểm soát biên phòng bến Đầm, đồn biên phòng Côn Đảo, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện đối tượng NMP sinh ngày 18 tháng 10 năm 1986, địa chỉ tạm trú tại khu dân cư số 7 huyện Côn Đảo đang vận chuyển 17 cá thể khỉ đuôi dài, 10 con chết, 7 con còn sống từ khu vực bìa rừng xuống biển chuẩn bị đưa vào đất liền tiêu thụ. Vị trí đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện là khu vực cuối tuyến bến Đầm gần cảng bến Đầm. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông NMP không có hồ sơ lâm sản hợp pháp đối với số tăng vật nói trên. Hành vi của ông NMP đã vi phạm quy định về quản lý lâm sản. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm và ghi nhận 17 cá thể khỉ có trọng lượng 33,5 kg. Hiện trạm kiểm lâm bến đầm tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối tượng và tăng vật theo quy định của pháp luật.